Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những người luôn đạt điểm cao môn toán, trong khi người khác lại mãi loay hoay với những bài tập cơ bản? Bí quyết không nằm ở năng khiếu, mà ở cách học. Dưới đây là 8 phương pháp giúp bạn chinh phục môn toán một cách hiệu quả và bền vững. 1. Xác định tư duy đúng về môn toán. Nhiều học sinh thường cho rằng toán học chỉ dành cho những người có năng khiếu. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Thực tế, toán không phải là môn học thuộc lòng, mà là một công cụ rèn luyện tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Muốn học giỏi toán, bạn cần có sự kiên trì chăm chỉ và một chiến lược học tập phù hợp khi thay đổi cách nhìn nhận xem toán là người bạn giúp mình rèn luyện tư duy thay vì kẻ thù khó nhằn bạn sẽ thấy việc học trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều hai lập kế hoạch học toán rõ ràng và đều đặn học toán theo cảm hứng dễ khiến bạn bỏ giờ giữa trường cách hiệu quả nhất là xây dựng một kế hoạch học tập cụ thể và duy trì thói quen học đều đặn mỗi ngày bạn nên chia nhỏ mục tiêu học tập trước hết nắm chắc lý thuyết sau đó làm bài tập cơ bản rồi tiến dần đến các bài nâng cao Thay vì học dồn dập, hãy dành khoảng 45 đến 60 phút mỗi ngày cho toán. Đừng quên ghi rõ thời gian học vào thời khóa biểu. Khi có kế hoạch học tập khoa học, bạn sẽ tiến bộ từng bước mà không cảm thấy quá tải. 3. Ghi nhớ công thức một cách thông minh. Công thức chính là xương sống của môn toán, nhưng học thuộc lòng một cách máy móc lại khiến học sinh nhanh quên. Để ghi nhớ hiệu quả hơn, bạn có thể sử dụng sơ đồ tư duy, mind map cho từng chuyên đề, giúp thấy rõ mối liên hệ giữa các công thức. Ngoài ra, Hãy tạo cho mình một sổ tay công thức cá nhân và tô màu những công thức quan trọng để dễ nhớ. Khi học, bạn nên liên hệ công thức với thực tế chẳng hạn công thức tính diện tích hình tròn có thể gắn liền với hình ảnh mặt đồng hồ hay bánh xe. Cách học này giúp việc ghi nhớ trở nên tự nhiên và lâu dài hơn. 4. Luyện giải đề theo mức độ từ dễ đến khó. Muốn giỏi toán, bạn phải luyện tập thường xuyên. Tuy nhiên, việc giải đề cần có lộ trình phù hợp. Hãy bắt đầu với những bài cơ bản để nắm vững nền tảng, sau đó mới chuyển sang bài nâng cao. Khi gặp bài khó, thay vì chép lại lời giải bạn nên phân tích xem mình sai ở đâu và vì sao lại sai. Sau 1 đến 2 tuần, hãy làm lại bài đó để kiểm tra xem bạn đã thực sự hiểu vấn đề chưa. Với học sinh ôn thi vào lớp 10 hoặc thi đại học, việc làm lại các đề thi của những năm trước là phương pháp rèn luyện cực kỳ hiệu quả. 5. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Đây là thói quen ít học sinh duy trì nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn. Chuẩn bị bài trước giúp bạn nắm bắt bài học nhanh hơn, tự tin hơn khi tham gia phát biểu hoặc trao đổi với giáo viên. Trước khi đến lớp Hãy đọc qua sách giáo khoa, gạch chân những công thức mới và thử làm trước một vài ví dụ đơn giản. Ghi chú lại những phần chưa hiểu để hỏi thầy cô trong giờ học. Khi đã có sự chuẩn bị, tiết học trên lớp sẽ trở nên dễ hiểu và hấp dẫn hơn nhiều. 6. Học toán qua trải nghiệm thực tế. Đặc biệt với học sinh tiểu học, việc học toán qua trải nghiệm giúp các em dễ tiếp thu và hứng thú hơn. Bạn có thể ứng dụng toán trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như tính tiền khi đi chợ, đo đạc chiều dài đồ vật hoặc so sánh giá cả. Ngoài ra, các trò chơi tư duy như Sudoku, xếp que diêm hay ghép hình tangram cũng giúp rèn luyện khả năng suy luận logic. Học sinh có thể làm những thí nghiệm nhỏ như đo thể tích nước bằng chai lọ hoặc tính diện tích bìa giấy khi gấp hình. Nhờ vậy, toán học trở nên gần gũi, dễ hiểu và bớt khô khan. 7. Tận dụng sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè không ai có thể học giỏi toán một mình khi gặp khó khăn hãy mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô hoặc bạn bè bạn nên đặt câu hỏi ngay khi chưa hiểu bài bởi giải quyết sớm những thắc mắc nhỏ sẽ giúp bạn không bị mất gốc về sau học nhóm cũng là một cách hiệu quả để chia sẻ kiến thức và tiếp cận nhiều phương pháp giải khác nhau nếu có điều kiện bạn nên tham gia các trung tâm luyện thi uy tín để được hướng dẫn bài bản và có lộ trình học tập cá nhân hóa phù hợp với năng lực của mình khi có người đồng hành việc học toán sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều 8. Giữ tinh thần thoải mái và kiên trì. Tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc học toán. Nếu bạn đặt ra kỳ vọng quá cao hoặc mong muốn tiến bộ chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ dễ cảm thấy áp lực và nản lòng. Hãy duy trì thói quen học toán mỗi ngày, dù chỉ 30 phút. Xen kẽ với việc học, bạn nên nghỉ ngơi, vận động và ăn uống lành mạnh để giúp não bộ minh mẫn hơn. Đừng quên tự thưởng cho bản thân sau mỗi cột mốc nhỏ, chẳng hạn khi bạn hoàn thành 10 đề trong một tháng. Sự kiên trì và thái độ tích cực sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn tiến xa hơn trên hành trình chinh phục môn toán. Trên đây là 8 cách học giỏi toán hiệu quả và dễ áp dụng cho mọi học sinh. Khi có tư duy đúng đắn, phương pháp học tập khoa học và tinh thần kiên trì, bạn hoàn toàn có thể làm chủ môn học này. Toán học không hề khó chỉ cần bạn học đúng cách, nó sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy giúp bạn phát triển tư duy và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Nếu thấy video bổ ích, rất mong bạn ủng hộ bằng cách like, đăng ký kênh và bật thông báo.